là sư gia của Đức Như Lai, biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiên môn. Người không quáng ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp. Rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra. Người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vì tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Là sư gia của Đức Như Lai, biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiên môn. Người không quáng ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp. Rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra. Người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên.